Thì Nguyễn hôm nay sẽ xào tôm. Tôm với này là với ít thịt cục xén cả nhà. Thịt cục xén là cái trên cái miếng sườn non cả nhà. Lớp nạc, lớp nải. Với thì Nguyễn xào với cái đây củ hoa rừng với nấm đùi gà bà con. Nguyễn dẹp qua rồi nè. Thì nghĩ là ướp gia vị vô dầu nào hành tím tỏi cá ít gia vị bột ngọt đường tí xíu xào này ăn với cơm bà con cho ít dầu vô đây thì Nguyễn chuẩn bị sẵn ít bột năng ăn với nước tương cái nhà cho thơm sắn lại còn ở đây là ở trong đây gia vị nó có đầy đủ rồi thì Nguyễn không có cần nghiêng nữa Nguyễn ăn lạc á bà con tôm cắt cái nhà cắt cái thịt nó không một phần thích mình sẽ bỏ củ qua với nấm vô cái nước nó ít lượt nước á còn chút vô miếng tương cho ngon rồi con thì miếng mà bà con ăn cơm thì nghĩ nha nấm đùi gà xào chấm nước tương nó giòn nó ngon rồi hầm quá thành phố được mưa rồi mà mưa cũng lớn cả nhà, mưa hơi.
hủ qua rồi, hủ qua gừng dọc vô nước tương. Thì Nguyễn đã luộc sơ qua nha mà vẫn còn ổ đắng. Rất là mềm. Dạ, bà con nói thịt dục tén á. Thì nghĩ mấy cái nhiệt là gì nha. Một lúc mỡ, một lúc nạc, một lúc mỡ. Có hai bên á, cái này tạo nó. Nước dầu hạt không? Mềm. Rồi hủ qua là mau mềm ghê đó. Nấm mòn quá. Thầy Nguyễn mua trái hủ qua này là 4.000. Bự ghê, dài, bự. Đã quên quay rồi. Dài ở nhà, to ghê, 4.000. Mà mua nấm thì hai tay ba tay, ba tay 15.000 cũng to. Hãy quên, không nhớ quay phim thì phải nhạc tiền. Và hủ qua với nấm thì 9.000. Thiên thịt nó đi, 15.000 nó đi, chắc lạ hơn. Cứ sơn hai lạng bớt được, mà nó nhiều quá xào không hết, để lại. Ăn hết, để lại. Mười chín, hai mươi hai chục đi, 35 với 40 đi không hết thì tính khoảng 30 thôi. 65 ngàn đây nè, có nha, 65 ngàn dĩa, chất lượng luôn, gia vị ở gia vị này kia rồi vô, con căng nhỏ, đó, lửa củi rồi luôn. Ngon. Thank you.
gì ăn đó cả nhà. Bình thường thì Nguyễn ít ăn cái nấm này lắm, hôm nay ăn ngon ghê, nó giòn á cả nhà. Mua cái mít trắng ồn mà không có nhớ xài bà con. Đây gần đường nó ồn dữ sợ luôn. Trơn quá. Không như bột nào vừa cả nhà. Cái sốt của nó trơn trơn. Vừa ăn. Cường có siêu ớt hả? Càng hỏi người khẩu vị bà con, người ăn cái kiểu người Hoa quen, thích xào là xào á, mấy này nè, có xíu bột năng vô, mấy ngọt, nó khô, ngọt. Thường thì Nguyễn ít mua nấm này ăn lắm cả nhà. Các bạn ăn thấy ngon mua thử nè. Ăn hết trơn luôn rồi. Miếng giòn cũng ngọt. Ngon.
làm gì vừa khẩu vị ăn ngon nữa nè. Tôm sắc, tôm thiên nhiên đó bà con. Cái con nó bự lắm, mày lột ra còn một xíu à. Bán cơm giờ như ăn quen cái nhà, ăn nhanh quen luôn á nhà. Chứ bán hả, ăn gì ăn lẹ lẹ miếng xong thì làm công chuyện, ăn nhanh lẹ lẹ miếng làm công chuyện, rồi thói quen luôn, cứ bỏ xuống rồi ăn cái ngồi ăn hơi luôn rồi. Cảm ơn bà con cô chú anh chị em nha đã xem video của Thiền Nguyễn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thiền Nguyễn. Bye bye, hẹn gặp lại.